Chào quý vị khán giả, một lời chào thân mến nhất. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình KVLA trên băng tần 56.5 và 57.11. Chương trình cổ nhạc phương Nam do Tuấn Châu, Văn Trung và Ngọc Đáng phụ trách với hai tiếng đàn Hoàng Nam và Hoàng Phúc. Khách mời hôm nay là hai bóng hồng Mộng Nguyệt và Quỳnh Hoa. Tuấn Châu mời bác Bảy, chị Nguyệt qua cùng với chị Đáng có lời chào khán giả. Dạ, Văn Trung tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán giả kính mến đang xem chương trình cổ nhạc phương Nam. Dạ, Mộng Nguyệt xin kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân thương. Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị đang xem chương trình cổ nhạc phương Nam. Ngọc Đáng có lời chào tái ngộ đến quý khán giả đang xem chương trình cổ nhạc phương Nam. Cảm ơn chị Đáng, chị Nguyệt, Hoa và bác Bảy. Bác Bảy hình như thấy soạn giả mới lên, bác Bảy tươi hơn rồi chị Đáng. Dạ. À, đối thủ mà chào. Tươi tươi rồi là có lý do à? Có lý do. Lý do gì bác Bảy nói cho con nghe thấy bác tươi rõ. Lý do là thấy là cười rồi đó. Biết chắc chắn là cô Mộng Nguyệt chắc có sẽ sáng tác những cái bạn mới. Mà không biết bạn gì. Dạ. Phải không cô Mộng Nguyệt? Cô cứ nói đi, nói tự nhiên. Dạ thưa, con mới sáng tác thể điệu ngũ điểm bài tà được mang tên là Tiếng Nói Phương Nam. Về chương trình mình hồi nãy là đưa qua đưa lại mình thấy rồi. Nhưng mà để bác Bảy nói chuyện thôi chứ mình đã thấy đại rồi. Mà, hả? Lão đại diện mà Tiếng Lão Đắc Thọ. Dạ. Bác Bảy bây giờ mà soạn giả viết thì sao, bây giờ soạn giả ca hay là như thế nào đâu, soạn giả nói tôi nghe coi. Dạ. Soạn giả nữ soạn giả. Dạ thưa, kính Lão Đắc Thọ, dạ con xin con mời chú. Cái bản này là của cô nhưng mà muốn mời tôi hát. Chứ sự thật là ở trong lòng bác Bảy hơi lo là nếu trong này chắc có lẽ cũng có một hai câu muốn nâng đỡ cái ban cổ nhạc phương Nam. Mà mình tự khen mình coi mèo khen mèo và đuôi coi kỳ. Là thử giờ ca không? Ca này là lời của cô soạn giả Mộng Nguyệt nha. Bây giờ nhờ Hoàng Phúc Hoàng Nam cho bác Bảy ca bài Ngũ điểm bài tạ. Dạ, trước hết toàn ban cổ nhạc phương Nam xin kính chào quý khán giả thân thương đang xem cổ nhạc phương Nam mỗi tuần từ 6 giờ đến giờ thứ ba của đài KVLA. Hai đài cùng phát sóng một lần, đó là đài 57.1, 56.5 cô Ngọc Tử và chủ nhân của đài điều khiển chương trình Châu và Ngọc Đáng cùng với nghệ sĩ Lão Thành Văn Trung, đặc biệt là hai tay đàn phương Nam đó Hoàng Phúc Hoàng Nam là 10 ngón tay vàng. Trời ơi sửa lời nữa Châu. Hồi nãy có những cái chữ tại đờn hơi nhanh thành ra bác Bảy quá hay. Bây giờ bác Bảy đọc từ chữ cho khán giả nghe. Con nghĩ bác Bảy đọc từ chữ đọc thử trong này nó có câu này đọc nè thử. Quá hay. Đổi có câu này nói Hoàng Phúc Hoàng Nam nè. Bởi vì cô Mộng Nguyệt muốn cho biết rằng Hoàng Phúc Hoàng Nam là một cặp đi đâu đều có mặt trên một cặp sóng thần. Nhưng mà sóng thần dành cho nghệ sĩ mình đi, nhưng mà 10 ngón tay vàng nghe mới đúng đúng không Hoàng Phúc? Phải đâu. Là thử cái xin phép bác Bảy đọc coi. Con thấy lời quá hay nhưng mà tại định quá nhanh. Dạ nãy tôi cười rồi tôi nói dạ trước hết toàn ban cổ nhạc phương Nam xin kính chào quý khán giả thân thương đang xem cổ nhạc phương Nam mỗi tuần từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi thứ ba của đài KVLA truyền hình. Quá trong cái văn chương nói vậy đó. Dạ. Đài hai đài cùng phát sóng một lần. Đó là đài 57.11 và 56.5 của cô Ngọc Nữ là chủ nhân của đài. Điều khiển chương trình có nghệ sĩ Tuấn Châu và Ngọc Đáng cùng với nghệ sĩ Lão Thành Văn Trung, đặc biệt là hai tay đàn của phương Nam, đó là Hoàng Phúc Hoàng Nam, cặp sóng thần. Hồi nãy Văn Trung tôi đổi là Hoàng Nam 10 ngón tay vàng. Ngón tay vàng. Nhạc là có Trung Nghĩa mà cổ nhạc là có hai người này. Quá hay. Còn nữa, sửa liền. Còn nữa. Hồi nãy là thấy hai bài lận. Còn hai bài Khóc Hoàng Thiên. Hai bài Khóc Hoàng Thiên. Thôi bây giờ Khóc Hoàng Thiên để soạn giả. Để soạn giả ca đi.
mang tên là Lời Tri Ân. Hồng Nguyệt xin kính gửi đến quý khán giả cùng xin cảm thâm ơn tình thương của ban giám đốc đã cho chương trình Phương Nam Ca Cổ được phát sóng vào mỗi tối thứ ba của đài KVLA trên bắc tầng 57.11 và 56.5 từ 6 giờ đến 7:30 là hát live cổ nhạc Phương Nam vô cùng cảm tạ. Xin cảm ơn cô Ngọc Nữ Vũ Nhân đã cho Phương Nam góp tiếng hát của mình để duy trì âm nhạc cải lương, đem niềm vui đến cho muôn nhà, thật là hạnh phúc cho Phương Nam. Xin cảm ơn khán giả gần xa thương mến cổ nhạc Phương Nam, chương trình ca cổ sẽ không phụ lòng khán giả yêu thương. Xin lắng nghe ý kiến xa gần để chương trình càng phong phú hơn, tiếng hát tiếng đàn bay bổng giúp cao. Cổ nhạc Phương Nam rất vui và hạnh diện vì mỗi tuần được và khắp nơi con xem ủng hộ cho đài, xin chân thành tri ân. Ban cổ nhạc Phương Nam quyết tâm bảo tồn để không phụ lòng các bậc tiền nhân. Ôi xin cảm thâm ân ban giám đốc đã cho chương trình Phương Nam ca cổ được phát sóng vào mỗi tối thứ ba của đài KVLA trên băng tần 57.11 và 56.5 từ 6 giờ đến 7:30 là hát lại. Cố nhạc Phương Nam vô cùng cảm tạ, xin cảm ơn cô Ngọc Nữ và chủ nhân đã cho Phương Nam góp tiếng hát để duy trì âm nhạc cải lương, đem niềm vui đến cho muôn nhà, thật là hạnh phúc cho Phương Nam. Xin cảm ơn khán giả gần xa thương mến cổ nhạc Phương Nam, chương trình ca cổ sẽ không để chương trình càng phong phú hơn, tiếng hát đàn bài bổng giúp cao. Cổ nhạc Phương Nam rất vui và hạnh diện, mỗi tuần được khán giả khắp nơi con xem và ủng hộ cho đài. Cổ nhạc Phương Nam quyết tâm bảo tồn để không phụ lòng các bậc tiền nhân. Hay quá, tự mình khen chương trình cổ nhạc. Thật sự rất là cảm ơn chị soạn từ ý nghĩa, từ ban giám đốc, từ cái chương trình, từ Hoàng Phúc, Hoàng Nam, luôn cả Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Văn Trung. Chỉ có thiếu là Tiến Dũng với lại Huy với lại thật sự nếu mà không có Tiến Dũng với lại Huy đầu tiên có ý kiến để đưa ra cái chương trình hát live thì đến bây giờ mình cũng vẫn còn quay rồi phát chưa live quay, phát lại. Quay rồi phát lại thì Tuấn Châu cũng lần nữa thì rất cảm ơn Dũng và Huy rất là nhiều, cùng với lại ban giám đốc đã cho cơ hội mình làm live. Mà trong vòng 2 tháng nay thì có rất nhiều khán giả đã thương mến. Thôi tiếp tục chương trình hôm nay thì có Quỳnh Hoa, đó là ái nữ của Mộng Nguyệt. Mà cũng chuẩn bị tháng sau là bước lên xe bông.
Tôi chào mời Hoa gửi cho khán giả. Quỳnh Hoa xin kính gửi đến quý vị một bài vọng cổ với tựa đề là Trở về Bạc Liêu, sáng tác của Tiến Luân và vọng cổ của Đức Hiền. Bởi nhớ thương người vợ trẻ vì hoàn cảnh
hình bóng bạn đời trọn kiếp chẳng mờ phai. Lòng đây thiên tha mong đợi xin đó đừng phụ nghĩa tàu ca hoài lam tiếng ca đang gọi ta quay về mà tiêu bên nhiều không đâu bằng nơi chung nhau các ru không đâu đẹp hơn xứ sở của mình bạc liêu ơi bạc liêu ơi đi xa quá dữ một bài ngọt sớt ha ghê cái giọng cao quá ha nghe dây đàn không có ngán ha giọng cao bây giờ á mình bật mí chút xíu bật cũng đi. Nhờ cũng nhờ có cũng nhờ có Tiến Dũng Tiến Dũng coi như là tháng sau mình sẽ có một cái tin vui có những nhân viên ở đây mà nếu mà cũng giống như Tiến Dũng mà được những cái bóng hồng như vậy thì cái gọi nhạc mình càng ngày càng hay, lắm, càng lên nữa luôn cả cái sân khấu ở dưới một tay Tiến Dũng lo thành ra Tuấn Dũng về Tuấn Châu rất là cảm ơn Tuấn Dũng và Huy bây giờ mình đang kiếm cho Huy của mình nữa mà anh Châu ơi hả? Anh đừng có lo lắng là sau khi đám cưới rồi thì em cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở trên chứ không phải với anh Hoàng Dũng là anh tiếng bá lương bởi vì chị Hoàng Dũng biệt tích luôn bởi vậy em đã nói hồi đầu tiên cái bên chương trình Cổ Nhạc Phương Nam mình trước đó thì hồi xưa đó có Hoàng Dũng Hoàng Dũng thì lên thường xuyên lắm cái tự nhiên cái San Jose bắt cóc bắt luôn bây giờ hên là Cổ Nhạc của mình có một nữ có người bắt cóc nhưng mà đang ở đây ở đài luôn cái đó là người của đài vui sướng yêu Cổ Nhạc Phương Nam yêu Cổ Nhạc Phương Nam còn Hoàng Dũng là nhấn nút biến Nam. Luôn còn Hoàng Dũng thì biến mất tiêu luôn không biết có coi chương trình này không ha chắc cũng ngồi đang xem có. Ha coi nhớ lắm nhưng mà không có ký giấy đi xuống mà là cái thiệp mà mời đó bác bảy thấy cái thơ nhỏ nhỏ để phúc đáp đó bác bảy viết rồi tinh tính viết rồi lão Hề Văn Chung và vợ bé là hai người không nhưng mà bỏ không được không bác được. Suy nghĩ không nên để làm vậy rồi tuổi Dũng làm nó noi gương bác bảy lão Hề Văn Chung và vợ thôi, không có vợ bé coi như là đầu tiên là mình cũng chúc mừng rồi tháng sau là vui rồi ha bây giờ tiếp tục chương trình sợ cái gì trời ơi đưa ngón tay nữa cái này cũng dự định nữa nè đưa khoen ngón tay nữa ngón tay áp út kìa tới anh là em sợ anh lắm anh mà theo tiếng gọi ông giang hồ anh đi luôn cái chắc chết không có được ông không được về đây đợi, phải ở đây anh được. Không phải như là gì Dũng gì nữa đây Hoàng Dũng được đeo rồi làm gì đây sợ quá quá sợ ha Hoàng Nam thì yên rồi mình cũng yên rồi Bắc Bảy thì cũng yên rồi bây giờ mình cũng lo cho chị Đáng nữa mới chứ cha trời ơi trời ơi nó sợ trời cái chương trình của mình lo đủ thứ rồi chị Đáng lo nhiều quá ha lo quá lo chương trình của đài phải có chương trình hay để phát ra cho khán giả xem rồi lại lo cho từ cá nhân lo từ cá nhân trời ơi tội nghiệp quá trời ơi nói chứ đừng bỏ chương trình anh Phúc đừng có theo tiếng gọi giang hồ không cho phép không ký giấy trở về không có đâu nói chứ yêu nghề lắm Phúc yêu nghề lắm em thấy mà mỗi ngày ôm đàn đi giờ qua thì làm sao mà đi được nói cho anh Phúc không có bỏ chương trình đâu thôi trả lại chương trình đi trả lại chương trình để mà chị soạn giả mời chị soạn giả gửi cho khán giả thêm vài câu dòng cổ nãy giờ ca bài bản chưa ca dòng cổ mời chị hôm nay thì Mậu Nguyệt cũng bị bệnh nên nghe cái hơi còn kém lắm. Thôi hôm nay Mậu Nguyệt xin gửi đến thể điệu sằng xê 8 câu được mang tên Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa bởi vì đất nước của mình đang lâm nguy, sơn hà nguy biến, tổ tiên ta trăm năm ngàn năm vẫn còn hận bọn giặc Tàu. Mậu Nguyệt gửi đến quý khán giả bài ca
Bà Trưng khởi nghiệp. Dòng sông Hát Giang là nơi đã vùi sâu đôi nữ tướng anh hùng. Tình lực cảnh quá. Dạ, cô gái này hay quá. Tự dạ. sáng tác phải không? Cũng tự sáng tác, phải không dạ. chị? Hay ha, chị Đăng? Dạ, hay không? Đúng là thời điểm đất nào, nước ha. Tình thế nào dạ. là soạn theo tình hình đó. Dạ. Chương trình cổ nhạc thì soạn theo cổ nhạc. Dạ. Đánh tàu, đuổi tàu dạ. trong cái giàn khoan, đuổi giết luôn. Giàn khoan, dạ. Bây giờ tới Bà Trưng, dạ. giết dạ. luôn. Cảm ơn chị. Mai mốt em có một cái chương trình sân khấu chuẩn bị thành rồi. Chắc chị em mời em với bác Bảy chị Đáng mời chị làm soạn giả. Thường trực. Thường trực. Hãy có cái gì ở ngoài đời, hãy có cái gì phải em làm viết liền. Để mình dạ. lên đài có để mình nói. Hay, phải công nhận rất là hay. Giỏi lắm. Bây giờ xin mời quý vị khán giả dẫn giữ đài truyền hình KVLA trên băng tầng 56.5 và 57.11. Sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại. Quý vị khán giả dẫn giữ đài truyền hình KVLA trên mặt tầng 56.5 và 57.11. Bây giờ thì chương trình trở lại. Trước khi trở lại cho Tuấn Châu nói về Vĩnh Khang, thay đổi cầu thủ. Tuấn Châu mời Vĩnh Khang có lời chào khán giả. Vĩnh Khang xin kính chào quý khán thính giả của đài Câu Nhạc Phương Nam và đài KVLA. Cảm ơn em. Hồi nãy thì chị Nguyệt soạn giả, soạn giả viết xong rồi bị chấn thương rồi, chân, chấn thương chân, thành ra thay đổi cầu thủ. Cho Tuấn Châu nói về Vĩnh Khang, đây là lần đầu tiên phải không em?
Đằng đầu tiên em lên chương trình của đài truyền hình KVOA. Dạ thưa anh. Thì em thấy từ dưới sân khấu, nãy em có đi xuống dưới, em thấy về sân khấu rất là đẹp phải không? Hy vọng những cái chương trình sau sẽ có em những cái trích đoạn, những cái tuồng sẽ đem đến với khán giả. Đây là kép trẻ. Hy vọng những kép trẻ của cái dạng của như em sẽ đến với chương trình anh nhiều vài người nữa. Trong lúc mình đang thiếu kép hả chị Đáng? Nhí vậy là thiếu nhiều. Nhí nhí thiếu. Còn cỡ mình thì hình như nhiều lắm nha. Nhiều. Nhiều lắm. Bây giờ đến với chương trình hôm nay, em có cái gì mới để tặng cho khán giả bài câu dòng cổ hoặc là em ca đôi với lại Quỳnh Hoa thì em có thể gửi cho khán giả? Dạ, vậy em và lại Quỳnh Hoa xin gửi một cái trích đoạn của Tiếng Hạt Trong Trăng của soạn giả như là Yên Loan Thảo và Yên Ba. Đoàn Bảo Thiếu sắp đến đây, khi nào có hiểu tôi hiểu anh phải ra đi, không kịp cùng Bình Thiếu Quân đối ẩm. Anh ra đi rồi bao giờ anh trở lại? Cô biết rằng em mòn mỏi đời mong anh. Mỗi ba tháng Đoàn Bảo Tiêu đi ngang qua đây một lượt, anh sẽ ghé thăm Quân Đệ với Xuyên Lan. Nhưng Hiền Muội với anh gặp gỡ có hai lần, sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng. Tô Quân, Tô Quân ơi, em đã bất hạnh mất đi.
xuyên lang ơi, tuổi anh đã giàu tu đời buồn như nguyệt xê, nghĩa tàu khương một lần gian dở, anh chẳng màng chi người quê kẻ chở, chẳng màng chi má đỏ môi. Bồng hôm nay bèo nước tương phùng, giọt nước Trường Giang tưởng một dòng suối về biển cả, đây còn niềm thương mến của đại dương. Chợt nghe tiếng hồ điệp giữa rừng lên cành cành lưu, kể từ đây nước chẳng xuôi về biển mà trở lại với hồ kia để xây giấc mộng yên. Anh sẽ trở lại đây dừng chân phiêu lãng, còn gì diễm phúc cho em hương. Anh có thật lòng anh muốn vậy hay chỉ nói để cho em được yên lòng hả anh? Xuyên lang ơi, chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu, nên quyết chọn cành ngô làm bến đồ. Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm, qua lòng mình từng tâm sự lá hoa. Bỏ những ngày dừng bước ngỡ lần trở về, anh xin nhờ người đến đưa cùng phụ thân em chọn ngày lành tháng tốt làm hôn lễ cho chúng được trọn tròn duyên. Thì hơi thấp thôi. Giọng ca rất là mùi. Giới thiệu một lần nữa, đây là vừa rồi thì đài có phát cái tuần đời của Lựu Nguyễn Thành Luân. Dạ, võ thành võ minh luân võ minh luân võ minh luân Nguyễn Thành Luân trời nhớ ơi, ghê vậy đó. Trong cái phim các bài lạc ngựa dạ, thưởng các bài lạc ngựa từ cả lương chuyển qua phim luôn. Em là Nguyễn Minh Thành đổi họ, khai tên đổi họ ghê quá thiệt. Thôi bây giờ cho Tướng Châu và Ngọc Đáng đọc khán giả đã gọi vào. Anh Hùng ở Auckland, những chương trình Cổ Nhạc Phương Nam trên đài KVLA em đều thích và theo dõi, đặc biệt là mỗi tuần cả nhà em đều đón xem. Hàng xóm rồi, thân quen quá. Hàng xóm ở đây ai cũng đều thích. Chúc đài thêm chương trình mới hay và phục vụ cho khán giả. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Chị Chi ở Texas, tôi vô cùng vui khi đài KVLA đã duy trì một chương trình Cổ Nhạc Phương Nam thật đặc sắc để phục vụ cho bà con cộng đồng người Việt nơi hải ngoại. Mong là nếu có giờ, bác Bảy có thể hát đó, tặng cho ca khúc Chữ Cà. Đó. Được, 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 được. Nếu còn giờ đó, Tướng Châu cho phép bây giờ, cho bác Bảy sẽ tặng cho bản cà. Dư giờ luôn. Đối với bác Bảy là dư giờ luôn. Chị Nga ở Anaheim, kiểu tóc mới của Mộng Nguyệt rất đẹp. Đó. Sân khấu hôm nay rực rỡ với ba bông hồng xinh đẹp. Trời ơi. Ngọc Đáng, Mộng Nguyệt, Quỳnh Hoa. Mong ba bông hồng có thể hát song ca, tặng ca khúc nào cũng được. Liên khúc ba bông. Ba bông. Bây giờ còn có hai bông à. Ba bông chắc phải hát liên cái bông. Liên cái bông. Dạ, cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. À, chị Nga rất là nhiều. Chị Tuyết ở Westminster, chương trình Cổ Nhạc Phương Nam tuần nào cũng hay quá. Mong bác Bảy và anh Tuấn Châu có thể hát tặng một trích đoạn nhỏ trong tuần Tướng Có Bạch Hải Đường.
lúc mà bác Bảy đi thăm anh Tuấn Châu vượt ngục, bác Bảy còn nhớ không? Quên rồi. Để soạn lại. Để soạn lại. Hẹn lại kỳ tới. Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Chị Mai An ở Santana. Chị Mộng Nguyệt, người đẹp có giọng hát hay và người cũng đẹp luôn. Anh, xin lỗi. Chị Quỳnh Hoa chứ quên. Chị Quỳnh Hoa, người đẹp mà giọng hát hay và người cũng đẹp luôn. Anh nào là chồng của chị nhất định sẽ hạnh phúc lắm. Mong chị Quỳnh Hoa có thể hát tặng thêm một ca khúc nữa được không? Dạ, chị Quỳnh Hoa sẽ đã hát rồi, chút xíu hát nữa. Cảm ơn chị. Cái người quen lắm, ông chồng là người quen lắm. Vậy hả? Anh Hùng ở New York. Rất vui khi gặp được Mộng Nguyệt và Quỳnh Hoa. Chị Quỳnh Hoa hát hay quá, còn chị Mộng Nguyệt thì sáng tác rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Chúc Mộng Nguyệt và Quỳnh Hoa luôn dồi dào sức khỏe, trẻ đẹp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mời chị Đáng. Anh Thái ở Gandro. Tuần nào em cũng đón xem chương trình và rất thích. Lâu lắm rồi chưa được nghe anh Tuấn Châu hát bài Tình Anh Bán Kiếu. Mong anh Tuấn Châu có thể hát tặng em đêm nay. Hôm nay rất vui khi được gặp lại hai chị đẹp Quỳnh Hoa và Mộng Nguyệt. Nghe anh Tuấn Châu nói là chị Quỳnh Hoa sắp lên xe hoa. Chúc chị trăm năm hạnh phúc và chúc đài luôn phát triển tốt đẹp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh Thái. Dạ, cảm ơn anh Thái. Đó, bây giờ ai cũng chúc mừng cho con thấy chưa? Mà là tuần sau là phải đưa cho chú rể tương lai ra đây nha cho. Chị Lan ở Westminster. Tuần trước chương trình chỉ có một tiếng thôi, xem không có đã. Mong hôm nay chương trình có thể bù lại thành hai tiếng. Cô Mộng Nguyệt kiểu tóc mới đẹp quá. Mong cô Mộng Nguyệt hát tặng em ca khúc Lòng Mẹ. Chúc cô Mộng Nguyệt luôn trẻ đẹp. Và cô Mộng Nguyệt đã ra sân, đã thay đổi cầu thủ rồi. Nghệ sĩ Minh Phương Mỹ Lệ ở Florida. Chào em trai và em gái. Xin gửi lời thăm đến tất cả mọi người trong đài. Hôm nay nam nghệ sĩ Minh Phương và Mỹ Lệ rất mừng với sự trở lại của Mộng Nguyệt và Quỳnh Hoa trong chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Nghệ sĩ Minh Phương rất xúc động và chân thành chúc Mộng Nguyệt càng ngày càng sáng tác nhiều bài ca thật hay cho đài. Cho nghệ sĩ, xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh Bảy, chị Ngọc Đáng và em Tuấn Châu và hai nhạc sĩ Hoàng Nam và Hoàng Phúc. Xin chúc đại gia đình Mộng Nguyệt, Quỳnh Hoa và Tiến Dũng thật hạnh phúc. Chúc em Huy, em Cường vui vẻ. Xin hẹn gặp lại khán giả vào tháng 9. Tháng 9 này, đó là Minh Phương qua nữa. Nam nghệ sĩ Minh Phương sẽ đến với đài và tham gia chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Rất hy vọng anh Bảy Văn Chung, chị Ngọc Đáng và em Tuấn Châu đón nhận tấm chân tình của nam nghệ sĩ Minh Phương Mỹ Lệ. Rất đón nhận. Giang tay đón nhận. Giang tay đón nhận. Dạ, rồi tháng 9, tháng 10, tháng 11 luôn cũng được. Đón luôn 3 tháng luôn nha bạn. Bà Lý ở San Diego xin gửi lời chúc sức khỏe đến các nhân viên trong đài, đặc biệt là cô Ngọc Nữ. Chương trình Cổ Nhạc Phương Nam tuần nào cũng rất hay. Nhân lễ Bưu Lan sắp đến, tôi xin gửi một bông hoa đỏ đến cô Ngọc Nữ. Chúc cho Tuấn Châu, chị Ngọc Đáng và bác Bảy, Quỳnh Hoa và Mộng Nguyệt luôn gặp nhiều may mắn và mang đến nhiều chương trình hay cho khán giả xem đài. Dạ, cảm ơn bác Lý rất cảm nhiều. Dạ, cảm ơn bác Lý rất là nhiều. Khán giả gọi vô nói thấy... Dễ thương quá. Dạ. Hồi nãy trễ, thành ra mình lướt qua, có Vĩnh Khang, mình nói lướt qua rồi bây giờ đọc khán giả. Rất là nhiều khán giả đã gọi vào không được, mà có khi... ra ngoài thì khán giả gọi thẳng vào phone của em, gọi cho Huy. Nhưng mà đâu có thể nào mình đọc nhiều quá thì cái chương trình Cổ Nhạc sẽ bị thiếu ca. Chị Đáng. Bây giờ mình chỉ chọn tâm sự mình nói mà hai bài được. Thì quý vị khán giả thông cảm, cứ gọi vào sẽ lần lượt đọc tên lên. Tuấn Châu rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào. Vì nếu mà thư ký mà đánh máy nhiều quá thì cái thời gian mình sẽ không có nghệ sĩ ca thì cũng bị cầm lên. Thôi bây giờ đến với chương trình thì mời bác Bảy xuất hiện cái bài ca gì mà khán giả sáng tác, khán giả mới nói bác Bảy. Hồi nãy có cô gì là cô kêu tặng đó. Cô Chi. Bác Bảy cũng ráng ca cái bản này. Bởi vì cái bản này hồi xưa đó kỷ niệm cuộc đời bác Bảy. Đóng vai Tư Ếch bị ở tù, rồi gặp anh nói Cà Lâm. Bác Bảy mới có ý nghĩ ca cái bản ca này. Mà ca đến này đã nhiều lần rồi. Vậy hôm nay xin ca để tặng cô Chi á. Các bạn ơi, hôm nay dân chúng tôi xin tặng cho các bạn cái bản ca
ngọc bán càng là xuân tình lớp chót. Vậy thì hôm nay tôi xin kể ra các loại cà, trước hết là cà ri mình xịt với bánh mì, còn cà pháo tròn tròn như viên đạn đi vào tối ngày, gọi là cà rịch cà tan. Nấu mắm kho muốn ngon phải có cà tím rìm, còn cà ra là dành để đi cưới vợ, còn cà sóc là mấy thằng bộ mặt khó ưa, còn cà cuốn vừa thơm vừa tăng khẩu vị, cà rem thì vừa lạnh lại vừa ngọt. Bị vợ cằn nhằn gọi là cà riền cà tỏi, cái trái đỏ đỏ tròn tròn thì gọi là cà chua, còn cà chân là mấy đứa không đàng hoàng, cái thứ bắn đùng đùng người ta gọi cà nóng. Bếp nấu công ở thôn quê có cái gọi là cà rạng, còn nói chuyện tập cặp thì người ta gọi đó là cà 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 lắm. Cái cách ca sống động nữa chị Đan. Dạ, đó. À, cái hay lắm, ca bà Bảy là sắp hay sống đó. Động liền. Dạ. Hồi xưa là vậy Châu à. Đó, bảy ca sống động á, anh Hai Diệp Lan ca xuất sắc. Dạ. Ừ, hay lắm. Dạ. Diệp Lan ca cái nhịp rất là dạ, hay lắm, hay lắm. Dạ. Thôi bây giờ với mình nữa. Dạ. Bây giờ mình ca cái Đảo Ngô Cung đi. Ủa mình nữa hả? Nói qua là cũng tới mình luôn. Cho mình ca. Dạ. Cho anh Phúc có thể đợi cái lớp Đảo Ngô Cung. Quách què nhiều chuyện này dạ. Mình đã đóng rồi dạ. Dạ. Nghe lệnh triệu thái giám quách què phủ phục cung cung. Quách thái giám đó à. Dạ tâu dân, không biết nương nương triệu hạ thần có điều chi dạy bảo. Mấy hôm nay trong lòng đã thấp thỏm lo âu quách què. Dạ đã có quách què thì nương nương có điều chi mà lo lắng chứ. Ta nghe tin thánh thượng sắp hồi cung, sao bao năm chinh chiến ơi thì nhớ chuyện vui chúa năm xưa nên tiểu thanh được tới đây. Dạ. Thanh là kẻ độc mưu giúp ta dù đồn kế chủ toàn. Dạ thưa, một khi tay đã nhúng chàm vàng thì phải có ngoan, chúng ta phải làm sao nếu sự thật đi phanh vui giữa cung hoàng, chúa thường sẽ đau buồn khi biết ta không sanh được hoàng lên mà còn dám vui chúa nói có đích thượng đệ. Dạ thưa hoàng hậu, hoàng hậu phải có một hoàng nam, mọi khó khăn sẽ được san bằng, buồn tâu phải bằng cách này. Đó mới là thượng sống chứ. Ta chỉ còn theo mưu kế đó, không lao thì phải theo lao, chớ biết phải làm. Và đọc thiệt giết âu chúa à, thôi bây giờ còn cái thời gian còn vài phút nữa để break time lần nữa à. Yên tâm hôm nay thì và bây giờ thì xin quý vị khán giả dẫn giữ đài truyền hình KVOA trên băng tần 56.5 và 57.11. Sau phần quảng cáo chương trình sẽ trở lại cùng quý vị. Thank you.
Cảm ơn quý vị khán giả giận dữ đài truyền hình KVLA trên mặt tầng 56.5 và 57.11. Cái lái đờn này không làm em muốn xì mà xì không kịp. Chị là ngại lắm hả? Ta nghe là ta cười liền. Lấy mới không à? Cho khán giả, cho Tướng Châu và Ngọc Đáng đọc khán giả đã gọi vào. Chị Xuân ở Fountain Valley, em rất vui khi sự trở lại của anh Vĩnh Khang. Mong anh Vĩnh Khang có thể hát thật nhiều trong đêm nay nhé. Chuẩn bị bài đi con, đừng hát đi con. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Em sẽ ráng. Anh Kiệt ở MNT. Mong hôm nay được nghe bác Bảy cười. Em và cả nhà đều thích nghe giọng cười vui nhộn của bác Bảy. Cảm ơn bác Bảy và chúc bác Bảy luôn luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục mang tiếng cười phục vụ cho khán giả. Cười liền. Cười mà cười hơi dài. Đó, ghê vậy đó. Trời ơi. Cười mà cười hơi Châu Thanh. Chị Sương ở Atlanta. Ca khúc chị Quỳnh Hoa và Vĩnh Khang hát xong ca thật là hay. Không biết là ca khúc đó tên gì vậy? Dạ, cái đó là trích đoạn của Tiếng Hạt Trong Trăng. Dạ, dạ. Của Loan Thảo và Yên Ba. Dạ. Chị Linh ở Florida. Em và mẹ em đều rất mê thích chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Nhân ngày lễ Vu Lan sắp đến, mong anh Vĩnh Khang có thể hát tặng cho em và mẹ em ca khúc Về Mẹ. Cảm ơn anh Vĩnh Khang và chúc anh luôn thành công trên con đường nghệ thuật. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Em sẽ lát nữa sẽ hát cho chị. Bé Tiên, 13 tuổi, Gan Rô, có 13 tuổi mà nghe cổ nhạc. Hay ha. Thích không? Được. Kế thừa, dạ. Khán giả kế thừa. Mẹ con rất thích nghe giọng ca của chị Quỳnh Hoa. Hôm nay là sinh nhật của mẹ con, mong chị Quỳnh Hoa có thể hát tặng cho mẹ con ca khúc Cảm ơn chị Quỳnh Hoa. Dạ, cảm ơn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn bé rất là nhiều. Cho nói chút xíu là nếu mà quý vị khán giả xem chương trình Cổ Nhạc Phương Nam và có con cái cháu trong nhà thì coi coi riết nó là ghiền, thì từ đó mới giữ gìn cái bộ môn nghệ thuật. Đúng, đúng, chị đúng. Mà nhờ cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam cho chị Ngọc Nữ mình có cơ hội đến như vậy thì đem đến cho khán giả, thì những người ở trong nhà là thích con cái khi không nghe tiếng Việt nhiều sẽ nghe tiếng Việt nhiều và biết luôn cái ngành cổ nhạc. Nghe gì đó thích lắm Châu, mừng lắm Châu. Dạ đúng rồi đó anh Châu, tại vì em qua đây cũng nhỏ từ 4 tuổi tới giờ cũng nhờ mẹ em nghe mà em mới biết tiếng Việt, mà cũng nghe hát. Đó, đó thì anh đã nói là mình muốn giữ gìn cái ngành nghệ thuật của mình, mình phải hành mới được, mình phải mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần đều có cái lương thì từ mấy đứa nhỏ nó nghe quen chứ còn không nghe luôn cả mình cũng vậy, mình nghe một thời gian mà mình không nghe cho mình nghe cũng gì muốn vui quên lắm. Chứ được nói nghe gì thì rất là vui vì nghệ sĩ có kế thừa, có đào tạo để kế thừa, nhưng khán giả thì không có kế thừa. Mà bác Bảy rất là vui có em 13 tuổi mà gọi vào, thì bây giờ bác Bảy xin nhắc cái này nè, em nhớ rằng cái Chí Tâm viết một câu rất là thấm vào lòng người Việt Nam ở hải ngoại là gì, nơi nào còn ca giọng cổ là nơi đó có người Việt Nam. Dạ. Cảm ơn một bạn. Sắc luôn. Chị Phụng ở Westminster, chiếc áo của cô cô chị Quỳnh Hoa. Andy. Tên chị. Ngọc Đáng. Trời ơi, quên. Em lo khách mời chứ đâu có lo chị. Trời ơi. Chị Ngọc Đáng, em lo khách mời em không nhớ tên chị Andy. Hôm trước cái tự nhiên băng tâm ngồi như này. BT là BT. Ai? Chị Ngọc Đáng hôm nay rất là nhiều màu sắc thật là đẹp. Cùng Đáng mua ở đâu mà chiếc áo bông rất là đẹp. Trời ơi, dạ cảm ơn em đã có lời khen rồi. Dạ cảm ơn nhiều. Trời ơi, khổ chưa? Dạ, em lo khách mời chị Đáng chứ. Nhưng mà không ngơ ngác gì đâu. BT là ai? Chị Trúc ở Santa Ana, em rất vui khi nghe tin mừng của chị Quỳnh Hoa. Chúc chị Quỳnh Hoa đã tìm được bạn đời của mình. Đó. Chúc chị có một cuộc sống thật đầy như ý. Đó. Và sao nữa? Xin được hoàng tử. Đó. Hoặc là công chúa. Em cảm ơn chị nhiều. Cái người bây giờ mình nói luôn.
cái người mà làm phóng sự cộng đồng đó, người đẹp trai tiến dụng đó, đó là bóng hồng của bóng gì, bóng gì bóng gì bóng gì bảy bóng dừa của Quỳnh Hoa. Dạ, đó. Mời chị đó. Chúc em nói lạc quẻ nữa. Anh Thắng ở San Jose, hôm nay rất vui khi gặp lại anh Vĩnh Khang. Anh Vĩnh Khang đẹp trai và hát hay quá. Mong anh Vĩnh Khang có thể hát một ca khúc Tình Thắm Duyên Quê để gửi tặng cho chị Quỳnh Hoa và chúc với lời chúc chị Quỳnh Hoa trăm năm hạnh phúc. Dạ, cái đó chắc phải đợi ngày đám cưới của Quỳnh Hoa mới hát được chứ bây giờ chưa có chuẩn bị. Sorry. Ồ, vậy à. Chị Kim ở Texas, tuần nào em cũng đợi đến tối thứ ba để được xem chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Nghe anh Tuấn Châu nói về chương trình Dỗ Tổ vào tháng 9, em nôn quá. Không biết là chương trình Dỗ Tổ sẽ kéo dài bao nhiêu tiếng và sẽ có những chương trình gì? Mong anh Tuấn Châu có thể bật mí tí xíu cho em nghe được không? Dạ thưa, thì bây giờ bật mí luôn. Dạ. Chương trình Dỗ Tổ sẽ kéo dài từ có thể từ 5 giờ tới 8 giờ hoặc là 4 giờ tới 8 giờ. Xin quý vị khán giả đón xem một chương trình Dỗ Tổ tại sân khấu KVOA trên đài truyền hình. Vì khách mời chỉ có dọn dẹp trong chương trình nghệ sĩ và những khách mời quen thôi. Tại cái sân khấu và cái chỗ ngồi không có chỗ chứa. Nếu mà mình thông báo lên mà khách mời không thì không có chỗ. Thành ra quý vị khán giả có thể thưởng thức trên đài truyền hình KVOA trên băng tần 56.5 và 57.11. Hy vọng chương trình đó sẽ được coi như là không có gì thay đổi. Coi như là sân khấu đã hoàn chỉnh, ánh sáng đã xong, chỉ còn ráp âm thanh nữa. Mà hy vọng hai tuần này sẽ rút lên trong cái chương trình sẽ xong để cho kịp cái ngày của mình trở ngại. Châu sẽ tính luôn là cái ngày mình cúng tổ sẽ là cái ngày ngay thứ ba của chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Ngày thứ ba của chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. 2 tháng 9. Quý vị có thể đoán xem, Tuấn Châu sẽ công bố giờ trong một tuần sau nữa, có thể là 4 giờ hoặc là 5 giờ sẽ trực tiếp cho tới 8 giờ. Chính xác hơn ha. Anh Hiếu ở South Carolina, em và cả nhà rất yêu thích chương trình Cổ Nhạc Phương Nam và đặc biệt là ba em là fan hâm mộ của anh Tuấn Châu. Vì giọng hát của anh rất giống anh Hùng Cường. Mong anh Tuấn Châu có thể hát tặng ba em một ca khúc nào đó của anh Hùng Cường. Chúc anh Tuấn Châu luôn vui vẻ. Những đêm lạnh lẽo anh nhớ em vô cùng, do núi lưng đèo mòn đôi gót chinh nhân. Anh mong những khi ngày đêm quên rồi. Tại nhiều đó mới nghe tiếng đàn của mới nghe mà em quên. Mới nghe tiếng đàn không phúc trổi lên cái quên. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, Hiếu thông cảm nha Hiếu. Rồi. Kỳ Tuyền ở Santa Ana, anh Vĩnh Khang hát hay quá, không biết anh Vĩnh Khang có CD nhạc nào không? Dạ thưa chưa chị. Vậy là trong tương lai con phải có nha con. Anh Phúc ở Westminster, mong anh Vĩnh Khang hôm nay có thể hát nhiều nhiều và hy vọng là tuần nào cũng gặp được anh Vĩnh Khang. Cái này phải nhường cho những nghệ sĩ khác chứ em đâu thế nào hát hoài, nhưng mà cảm ơn anh nhiều. Thật sự thì Vĩnh Khang lo buôn bán nhà, nhiều nhà quá nhà, thành ra không có thời gian. Tuấn Châu có gọi là nhiều lần rồi nhưng mà lo coi như phải bán thêm 7-8 cái nhà mới có thời gian. Nhà nào bán là nó mua trước xong rồi bán lại là nó không có thời gian. Có thể gọi cho Vĩnh Khang để mua vài cái nhà thì Vĩnh Khang sẽ có thời gian để đến với chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao mà bán nhà nè, hát hay nè, phải đầu tư vào nghệ thuật đi. Để khán giả nhớ tại vì nào? Tại vì em đang chờ khán giả mua nhà mua vài cái nhà. Cảm ơn rất là nhiều. Thôi bây giờ đến với chương trình, Tuấn Châu mời Vĩnh Khang có thể gửi cho khán giả thêm cái lớp nào hoặc là bài gì. Vậy chắc em sẵn Lễ Vu Lan em xin gửi lại chắc đủ 3 câu thôi, chẳng đợi nhường cho Huỳnh Hoa hát 3 câu của bài Nhớ Mẹ. Lòng con thao như giọt sương hạt cuối, ơn máu từ như ngọn núi Thái Sơn. Có cha có mẹ
nhịp cầu tre trở về nơi mái lá thì con mới hay mẹ đã qua đời. Trở lại chương trình, tôi cho mời qua gửi thêm hai câu vọng cổ cho khán giả hoặc lớp nào. Trong 12 lời đại nguyện của Đức Phật Thích Ca thì lời nguyện thứ 5 là lời từ ái, kính mời quý vị thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời từ ai là lời thương yêu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta luôn nói lời hòa nhã, yêu thương, nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho người nghe tinh thần phấn chấn, hạnh phúc an vui, tìm niềm tin, nghị lực sống trên đời, giúp ta thuận hòa với nhau, cùng nhau tinh tấn tu hành. Chúng ta học Phật, Thượng Tọa Thích Chân Tính. Thầy cũng viết dòng cổ luôn à?
Ồ, hay quá hả? Ồ, xuất sắc ha. Ờ, cái này là thầy viết hay làm thầy chỉ soạn ra cái ấy rồi có người viết lại em? Dạ, cái này thì em search trên... Có thể thầy viết về cái trong cái những cái lời dạ trong lời, cô rồi, coi rồi, rồi, rồi người ta viết ra dạ, rồi dạ, viết vô thêm vô năm năm ai rồi giọng cổ nha. Chắc là vậy. Mà công nhận mấy thầy bây giờ như Kim Tiểu Long, Danh Châu Thanh viết những cái bài lời của thầy rất là nhiều chứ đấy. Những cái bài kinh viết ra thành cổ. Rất là hay. Mấy lần sau mình sẽ hát. Bây giờ thì hết giờ rồi. Nhanh vậy. Nhanh không? Vậy bởi vì tiếng còn nhanh quá, bởi vì em bị gọi điện thoại nói quá. Nói quá mình cũng nói vô đài luôn, thành ra bây giờ tăng lên lại. Tăng lên lại mà em nói là phải nói nè, người ta yêu cầu bảy hát, cái bảy hát liền, người ta yêu cầu tình ca tình anh bắn kiếm em hát cho. Phải ca cho người ta nghe mình vui. Sao em phải giật bài đó. Thôi bây giờ hết giờ rồi, con mời bác Bảy Vĩnh Khang qua cùng với chị Đáng có lời chào khán giả. Dạ, nhân chúng tôi rất lưu luyến. Và tạm biệt cùng quý khán giả. Dạ, xin hẹn lại thứ ba tuần tới. Dạ, Vĩnh Khang đây cũng rất lưu luyến. Xin hẹn lại khán giả tuần sau. Lần sau chứ không phải tuần sau. Quỳnh Hoa xin kính chào tạm biệt quý vị. Dạ, Ngọc Đáng xin có lời chào tạm biệt quý khán thính giả xem đài. Và xin hẹn gặp lại thứ ba tuần sau. Chương trình của Nhạc Phương Nam tạm chia tay. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau, cũng vào lúc 6 giờ. Mọi chi tiết bảo trợ hoặc góp ý có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794, 714-890-2794. Chúc quý khán giả hạnh phúc, bình an, gia đình. Bye bye.